Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chiều mưa, chiều Sài Gòn. Sài Gòn trong những ngày gần đây thì buổi chiều hay có những cơn mưa rào. Có những vùng, có những quận thì có những cơn mưa lớn. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đang lưu thông trên khu vực quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và trên màn ảnh của các bạn là đường Lý Thái Tổ, quận 10. Nói đến con đường Lý Thái Tổ, quận 10, bên tay phải màn ảnh của các bạn là thuộc phường 1, quận 10. Còn bên tay trái của các bạn là thuộc quận 3. Con đường Lý Thái Tổ này là chuyên về thay các cái vỏ xe hơi các bạn. Vỏ xe hơi hoặc là vỏ xe máy mà gọi là vỏ xe máy mà không có ruột á. Và Sài Gòn của chúng ta vẫn đang trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, với hy vọng là sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 thì tất cả mọi công việc cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được nới lỏng một phần nào đó. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong quá trình đẩy mạnh các cái công tác về tiêm vaccine để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn sau ngày 15 tháng 9. Và như các bạn biết thì ngày 8 tháng 9 thành phố cũng đã cho phép mở lại một số dịch vụ như là bán hàng mang đi. Tuy nhiên thì do là tình cảnh hiện nay, người dân vẫn chưa thể được phép di chuyển ra bên ngoài, cũng như là các cái trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cũng chưa có hoạt động trở lại. Cho nên mặc dù đã cho phép mở các dịch vụ ăn uống bán mang đi, nhưng mà hầu hết là các hàng quán này cũng chưa thể hoạt động. Bởi vì bây giờ giá cả thì rất là cao các bạn. Giá cả cái nguồn nguyên liệu đầu vào rất là cao. Và trên màn ảnh của các bạn là bên phía tay trái là trung tâm thương mại Now Zone, còn bên phía tay phải là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong các bạn. Chúng ta đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận 1. Sài Gòn rải rác những cơn mưa buồn, gọi là cơn mưa buồn vào mùa Covid. Thành phố đã vắng lặng, đã chìm trong, có thể nói là đóng băng hơn 100 ngày, đã làm cho thành phố của chúng ta có một cái điều gì đó rất là buồn, nỗi buồn mênh mang. Bởi vì cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn trong suốt hơn 100 ngày vừa qua. Với hy vọng trong một chiến dịch mà chích vaccine Covid-19 được đẩy mạnh và lan tỏa trên toàn dân của địa bàn thành phố, sau đó tiến hành cấp các cái thẻ xanh Covid đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, còn cấp thẻ vàng cho đối với những người đã chích được một mũi vaccine phòng Covid-19. Đây là đường An Dương Vương các bạn, thuộc quận 5. Bên phía tay phải là Đại học Sư phạm, còn bên phía tay trái là Bộ Công an các bạn. Tất cả mọi người cũng rất là hy vọng có những cái tia sáng nó lóe lên sau ngày 15 tháng 9 năm 2021. Như tất cả các bạn đã biết là thời gian vừa qua thì người dân tại thành phố cũng đã trải qua thời gian rất là khó khăn. Nhiều người lao động ở quê cũng phải đành khăn gói để quay trở về quê, cũng phải rời thành phố. Một thành phố mà cũng đã tạo nhiều công ăn việc làm cho rất là nhiều bạn trẻ, cho rất là nhiều người lao động ở quê. Tuy nhiên thì do tình hình dịch Covid-19 diễn ra khá dài và đã gây rất là nhiều khó khăn về đời sống, về tài chính, về công việc. Bởi vì như chúng ta biết rõ là cái mức sống ở tại thành phố nó khá là cao, về chi phí dịch vụ mướn nhà trọ, rồi chi phí điện nước, rồi chi phí ăn uống, di chuyển, tất cả đều rất là cao các bạn. Và chúng ta đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 các bạn. Và trước màn ảnh của các bạn là ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Biểu, quận 5 ha.
hướng nếu rẽ tay trái đi qua cầu chữ Y qua quận 8 các bạn. Cái chốt kiểm dịch ngày hôm nay trời mưa cho nên các anh cũng đã đi vào trong lề đường để mà trú mưa rồi. Hiện nay chúng ta lưu thông từ quận này sang quận khác thì những con đường đã bị chắn hết và rất là hạn chế đi. Nhiều khi chúng ta phải đi vòng, muốn đi về một đoạn đường ngắn thôi, nhưng mà chúng ta phải đi vòng rất là xa các bạn. Tình hình đường phố Sài Gòn như các bạn thấy đó, đường xá rất là vắng lặng, nhà cửa đóng hết, cửa hàng, hàng quán toàn bộ gần như đóng 100%. Chúng ta đang hướng về bên gần bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Đây là ngã ba đường Lê Hồng Phong các bạn. Đường Lê Hồng Phong đi về trên chỗ ngã tư Nguyễn Trãi với Lê Hồng Phong cũng đã đóng cửa luôn. Bên phía tay trái màn của các bạn là bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Đây là có thể nói là một trong những bệnh viện cũng khá là lâu đời. Trong tương lai thì cũng sẽ xây dựng lại một cơ sở mới. Quay trở lại với tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian những ngày gần đây thì cho thấy là tín hiệu cũng khá là vui mừng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương lên các cái kế hoạch cho cuộc sống bình thường mới sau ngày 15 tháng 9 năm 2021. Khi đó thì thành phố của chúng ta đã ghi nhận rằng tuần thứ hai là tuần có thể nói là đẩy mạnh các cái công tác vừa tăng tốc vừa phải ứng phó với những cái phát sinh trong thời điểm rất là cao nhất, có thể nói là thời điểm cao nhất. Tính từ ngày 7 tháng 9 đến nay thì thành phố cũng đã ghi nhận nhiều cái tín hiệu có thể nói là sáng sủa và vui mừng thông qua các cái con số cụ thể, như chúng ta biết là các số ca lây nhiễm trong các cái đợt xét nghiệm thần tốc ở vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh thì con số đó nó càng thấp dần. Trong hai ngày vừa qua thì thành phố cũng đã ghi nhận là số ca tử vong dưới 200 người. Thì có thể thấy là chờ đợi những cái con số này là một tín hiệu vui. Đây là đường Huỳnh Văn Đạt thuộc quận 5 các bạn ha. Đây là ngã tư đường Huỳnh Mạnh Đạt và đường An Dương Vương các bạn. Con đường An Dương Vương thì con đường này là chuyên về làm đẹp cho xe hơi các bạn. Thay ghế da xe hơi rồi dán keo rồi phủ keo. Nói chung là tất cả các cái gì liên quan đến xe hơi mà trang trí sắc đẹp cho xe hơi đó, hay còn gọi cách khác là đường An Dương Vương quận 5 là thuộc con đường thời trang của xe hơi. Hầu như cái gì cũng có các bạn, phủ gầm rồi trải thảm rồi thay ghế da rồi thay bóng đèn, tất cả đều tập trung vào đường An Dương Vương quận 5 này.
Đây là ngã tư đường An Dương Vương và đường Trần Phú các bạn. Từ Trần Phú này mà chúng ta rẽ bên đi hướng bên phía tay trái thì về bên bệnh viện An Bình. Đây là bên khách sạn Windsor của gần khu vực chợ An Đông các bạn. Sạn 5 sao. Bên tay phải mạnh của các bạn là khách sạn Windsor, và chúng ta đang chuẩn bị di chuyển vào gần chỗ trước mặt trước của chợ An Đông, nằm trên đường An Dương Vương, quận 5. Này, chợ An Đông thì một trung tâm thương mại khá lớn và một trung tâm bán sỉ quần áo rất là lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, song song với chợ Tân Bình. Ngày hôm nay cũng đã điều hưu lặng lẽ trong suốt những tháng qua. Không biết thì sau một thời gian nữa thì không biết là khôi phục kinh tế trở lại thì các cái trung tâm thương mại rồi đây sẽ như thế nào. Và theo như cái bản tin về Covid-19 mới nhất, Bộ Y tế cho biết là thành phố Hồ Chí Minh vẫn số ca nhiễm nhiều nhất, dẫn đầu, kế tiếp là Bình Dương. Có thể nói là Bình Dương trong thời gian vừa qua thì một con số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng khá cao. Đây là ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và đường Hùng Vương các bạn. Có thể thấy rằng hàng quán bảng hiệu thì vẫn còn đó, nhưng mà quán thì vẫn đóng cửa, bởi vì thật sự nói là rất là khó để mà mở lại các hoạt động kinh doanh về mặt hàng ăn ăn uống giải trí. Giải trí thì chưa, nhưng mà mặt hàng ăn uống như là bán mang về bún bò, hủ tiếu, phở hay các cái món khác thì cũng rất là khó hoạt động, bởi vì giờ mà để đi mua lương thực thực phẩm thì cũng biết mua ở đâu, siêu thị thì chưa hoạt động, mua thì người dân cũng chưa được phép đi ra đường để mua, phải nhờ qua shipper thì nó rất là bất tiện. Nhiều khi sản phẩm mua cũng không ưng ý, cho nên các đầu bếp, các cái nhà hàng, các cái cơ sở ăn uống cũng đang rất là khó khăn. Con đường của chúng ta đang đi là con đường Ngô Gia Tự các bạn. Chúng ta đang lưu thông về khu vực bên quận 10 rồi. Sài Gòn chúng ta vừa đổ một cơn mưa khá là lớn, cho nên đường xá vẫn còn nước ướt, mặt đường rất là trơn các bạn. Thôi thì chúng ta cũng đã cố gắng, cũng đã gồng mình, cũng đã trải qua hơn 3 tháng để mà phòng chống dịch Covid-19 rồi. Hy vọng giai đoạn đầu tiên sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 thì những cái tín hiệu vui, những cái cơ sở, những cái hoạt động sản xuất cũng như là các cái cơ hội để làm việc được nới lỏng ra, tạo điều kiện cho bà con đi làm việc để có nguồn thu nhập, nguồn chi tiêu. Con đường Ngô Gia Tự này thì như chúng ta cũng đã biết, đây là một trong những con đường có thể nói là gọi là con đường phố nội thất các bạn. Phố nội thất bởi vì ở đây bán rất là nhiều dụng cụ nội thất như là giường, gối, nệm, bàn ghế của học sinh, bàn ghế trang tủ, rồi tất cả cái đồ nội thất mà có thể sử dụng trong gia đình.
Cho nên con đường Ngô Gia Tự này có thể đặt tên là phố nội thất ở tại Sài Gòn của chúng ta. Như vậy, một số hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Nhân đây thì Tường Vũ Channel cũng chúc cho toàn thể các bạn có được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.